Sáng ngày 16 tháng 8, ghi nhận ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh có đông phương tiện, nhất là những trục đường chính liên quận huyện và cửa ngõ ra vào khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, xe tập trung đông tại chốt kiểm soát ngay trước cổng bến xe miền Đông. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra kỹ từng trường hợp nên lượng phương tiện ùn ứ ngay trước chốt kiểm soát. Đại úy Lương Hải Hưng, Phó trưởng Công an phường 26, quận Bình Thạnh cho biết, tại chốt kiểm soát này lúc nào cũng đông đúc do nằm ở cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng Công an phường 26 được huy động tăng cường cùng với lực lượng của quận để kiểm tra siết chặt. Theo đó, nhiều trường hợp trình giấy đi đường đã hết hạn hoặc giấy cấp có thời hạn dài hơn 1 tháng, nên được lực lượng chức năng nhắc nhở và hướng dẫn làm lại giấy có hạn trong 7 ngày. Nhiều trường hợp buộc phải quay đầu xe không cho qua chốt. Đại úy Bùi Hoàng Huy, cán bộ cảnh sát giao thông công an quận Bình Thạnh trực tại chốt cho biết thêm. Ngày đầu thực hiện tiếp chỉ thị 16 nên lực lượng chỉ nhắc nhở và yêu cầu làm lại giấy. Trong khi đó, trên tuyến đường Phan Đăng Lưu, đoạn qua phường 3 quận Bình Thạnh, tình trạng ùn ứ hàng trăm phương tiện càng nghiêm trọng hơn, không đảm bảo giãn cách. Tại chốt kiểm soát nằm ở giao lộ Nguyễn Công Hoan, Phan Đăng Lưu, lực lượng chức năng kiểm tra kỹ từng trường hợp dẫn đến ùn ứ. Ghi nhận ở một số chốt khác trên địa bàn quận Gò Vấp, đoạn giao lộ Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, chốt dưới chân cầu vượt Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, không có tình trạng ùn ứ.